Nhận thức Phật giáo, một nền giáo dục hạnh phúc viên mãn. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Brisbane, Úc Châu, thời gian năm 1996 tháng Giêng, phần 3. Hôm qua đã giới thiệu với quý vị đến phần nhập môn của Phật Pháp. Tại Trung Quốc là lấy bốn vị Đại Bồ Tát làm đại biểu. Bốn vị Bồ Tát này trong Phật giáo Trung Quốc có địa vị rất cao. Địa Tạng Bồ Tát của Cửu Hoa Sơn, Quán Thế Âm Bồ Tát của Phổ Đà Sơn, Văn Thù Bồ Tát của Ngũ Đại Sơn, Phổ Hiền Bồ Tát của Nga Mi Sơn, lấy bốn vị này làm đại biểu. Phía trước đã nói qua với quý vị, Phật Pháp có thứ đệ, có viên dung. Trong thứ đệ hàm chứa viên dung, trong viên dung cũng bao hàm thứ đệ. Cho nên nó đích thật là nền giáo học vô cùng viên mãn. Bất luận là trên nội dung, trên phương thức, đều hiển thị một cách vô cùng viên mãn. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh vừa mở đầu đem 10 thứ quang minh văn để hiển thị đại ý của một bộ kinh. Nếu hỏi trong kinh Địa Tạng nói những gì, anh có thể đem 10 sự việc này nói qua, thì kinh Địa Tạng toàn bộ đều bao gồm trong đó. Trong đó nói đến đại viên mãn. Chỗ nói đến là từ bi, trí tuệ, tam muội, kiết tường, phước đức, công đức, quy y, tán thán. Đây là trong kinh Địa Tạng nói đến những thứ này. Thật tại mà nói, không những là nó đã đại biểu cho toàn bộ kinh Địa Tạng, pháp môn Địa Tạng, nếu như đem nó mở rộng triển khai ra mà nói, thì sao chẳng phải là toàn bộ Phật Pháp. Giờ đây có thể biết, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, vì chúng ta giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, tổng kết trở lại tức là đại viên mãn, cũng không rời khỏi ý nghĩa 10 câu biểu pháp trong kinh Địa Tạng. Vậy thì 10 loại này đều là từ trong tự tánh chúng ta vốn có đầy đủ, chẳng phải từ bên ngoài. Chúng ta nói trong chân tâm bản tánh chúng ta vốn có đầy đủ. Nhưng hiện nay những trí tuệ đức năng này đều không thể hiện tiền. Chúng ta hiện nay thật đã mê hoặc điên đảo, khả năng này đã mất. Làm thế nào mà bị mất? Phật dạy chúng ta là chúng ta tự đem bản tính mê đi. Sau khi đã mê,
thì trí tuệ đức năng không còn khởi tác dụng. Cho nên cách mất này gọi là mê mất, chẳng phải thật sự đã mất. Cho nên toàn bộ nền giáo học của Phật Pháp thường thường nói là phá mê khai ngộ. Chúng ta không còn mê nữa, đều đã giác ngộ, thì trí tuệ đức năng trong tự tánh lại khôi phục tác dụng của nó. Giờ này có thể biết cách giáo học của Phật Pháp, cái thành quả sau cùng chẳng phải là Phật ban cho chúng ta, là bản năng của chính chúng ta khôi phục mà thôi. Chính như Phật trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói đến, viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Đến khi anh viên mãn thành Phật rồi thì anh được những gì? Chẳng được gì cả. Những gì anh được đó toàn là nhà anh vốn sẵn có. Ngoài những đức năng vốn có đầy đủ trong bản tánh của anh ra, thì một thứ cũng chẳng có. Khôi phục lại trí tuệ đức năng của chính mình mà thôi. Vì vậy cho nên, tuy Phật đã nhân từ ân cần chỉ dạy chúng ta, Phật chẳng kể công, Phật chẳng nói đây là công lao của ta, Phật chẳng có niệm này, là tự mình anh thành tựu. Bây giờ chúng ta đam mê, phải dùng phương pháp gì để giác ngộ? Đây là một vấn đề lớn. Phương pháp này là giáo dục, tức là giáo học. Cách nhìn này cùng với cách nhìn của cổ thánh truyền hiện ở Trung Quốc hoàn toàn tương đồng. Phải đem khâu giáo dục làm cho tốt. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều vị lãnh đạo quốc gia không biết đạo lý này. Mục tiêu hiện nay chỉ nghĩ đến sự phát đạt của công thương nghiệp, đem vấn đề này đặt vào hàng đầu. Còn giáo dục thì sơ xuất xem thường. Người xưa ở Trung Quốc chúng ta, quý vị học lễ ký, học học ký, bộ sách học ký có thể nói là nền triết học giáo dục thời xưa của Trung Quốc. Trong đó dạy chúng ta rất rõ ràng, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Câu này nếu dùng cách nói bây giờ là, nếu anh muốn thiết lập một chính quyền, muốn thống trị muôn dân bá tánh của một nước, cái gì là quan trọng nhất? Giáo dục là quan trọng nhất. Cũng cùng một đạo lý, Phật dạy chúng ta khôi phục tự tánh, khôi phục bản năng. Vậy phải dùng phương pháp gì để khôi phục? Là giáo học. Vì thế nên Phật Pháp là sư đạo, Phật Pháp là giáo dục, nó chẳng phải là tôn giáo. Điều này quý vị tất phải nhận thức cho rõ ràng. Phàm là tôn giáo đều là mê tín. Đam mê thì làm sao phá mê? Anh đam mê rồi còn phải mê nữa thì làm sao kham nổi? Tất phải giác ngộ mới có thể phá mê. Cho nên Phật Pháp là đề xướng phá mê khai ngộ, mới có thể lìa khổ được vui. Cho nên đây là sư đạo. Sư đạo phải thiết lập trên nền tảng của hiếu đạo. Làm người nếu không biết hiếu thuận cha mẹ, họ làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Không thể tôn sư trọng đạo thì làm sao có thể khai ngộ được chứ? Làm sao phá mê được chứ? Cái lý tưởng và ý niệm này hầu như là Phật môn cùng các ca bậc cổ thánh truyền hiện của Trung Quốc đều cộng đồng thừa nhận.
Ngày nay chúng ta không còn sư đạo nữa. Học trò chẳng biết tôn kính thầy, con cái chẳng biết hiếu thuận cha mẹ. Thì việc phá mê khai ngộ vĩnh viễn không thể nào đề cập đến được. Đức Địa Tạng Bồ Tát trong Phật môn là đại biểu cho hiếu đạo, cho nên Kinh Địa Tạng là hiếu kinh của Phật môn. Chúng ta phải bắt đầu học từ chỗ này, là học hiếu đệ. Tại sao lại phải hiếu thuận cha mẹ? Hiện nay rất nhiều người không biết điều này. Không hiểu rõ đạo lý này, đặc biệt là Tây Phương, người Tây Phương không có quan niệm hiếu đạo. Cho nên người Tây Phương có học Phật cũng chẳng khai ngộ được. Điều này là thật tại. Chúng tôi sống ở nước ngoài đã lâu, gặp một số bạn bè nước ngoài. Họ đối với việc kỷ niệm tổ tiên, cúng tế tổ tiên của chúng ta cảm thấy rất là lạ lùng. Họ nói tổ tiên đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm xa xưa rồi, ngay cả mặt mũi họ anh cũng chưa từng thấy qua, anh còn kỷ niệm cúng bái họ làm gì? Với lối suy nghĩ của họ cũng rất bình thường. Nhưng họ đâu có biết chân tướng của sự thật. Phật dạy chúng ta chữ hiếu của Trung Quốc. Chữ này được tạo ra rất hay, cho nên chữ nghĩa của Trung Quốc là một loại văn tự hay nhất trong các quốc gia dân tộc trên thế giới. Chữ này là một phù hiệu, mỗi một phù hiệu trong đó chứa đầy trí tuệ. Cách tạo đặt ra chữ Trung Quốc có 6 nguyên tắc. Chúng ta gọi là lục thư, 6 nguyên tắc. Chữ hiếu này là một trong 6 nguyên tắc đó, gọi là hội ý. Anh nhìn thấy phù hiệu này thì thể hội được ý nghĩa của nó. Chữ này phần trên là chữ lão, phần dưới là chữ tử, thì anh sẽ thể hội được ý nghĩa này. Ý nghĩa này nói rõ những gì? Thế hệ trước và thế hệ sau là một thể. Người ngoại quốc thường nói cha và con có cái khoảng cách của thế hệ, tức là generation gap. Nếu có khoảng cách thì hiếu không còn nữa, cha và con sẽ chia ra hai ngã, thì hiếu sẽ không có. Thế hệ trước và thế hệ sau kết thành một thể, một thể thì gọi là hiếu. Ta cần phải hiểu ý nghĩa này. Thế hệ trước vẫn còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô thủy. Thế hệ sau vẫn còn có thế hệ sau nữa. Vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một tự kỷ, là một tự thể. Trên chữ nghĩa Trung Quốc chúng ta biểu hiện hàm ý này. Ý nghĩa này, thực tế mà nói, chỉ có Đại Thừa Phật Pháp mới đem nó giải thích một cách rõ ràng cặn kẽ. Phật dạy chúng ta, tận hư không biến pháp giới là một thể của chính mình. Đạo lý này thật quá sâu, quá sâu. Trong Kinh Kim Cang dạy rằng, chư pháp như nghĩa, xin sửa lại chữ ý trên màn ảnh, là nói rõ đạo lý này. Trong Trung Quán Luận dạy chúng ta, bát bất cũng là nói về đạo lý này. Bất nhất, bất dị, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, toàn là nói cái đạo lý này. Đạo lý này ngoài Kinh Phật ra, anh không tìm thấy được nơi nào cả. Các nhà khoa học, triết học Tây Phương, chúng ta thấy họ rất giỏi phi thường.
Hiện nay họ thám hiểu vũ trụ lớn, nói đến cái hy hư không vô tận. Nhỏ thì nói đến cái lượng tử, lạp tử, đơn vị nhỏ nhất của vật chất. Theo Phật Pháp mà nói, đều gọi là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Không sai, hiện tượng của sự thật họ phát hiện được một phần, vẫn còn phần kia vẫn chưa phát hiện. Có thể nói trong thế trí biện thông đã vô cùng khó có được, nhưng vẫn chưa phải là trí tuệ chân thật, vẫn chưa thấy được chân tướng của sự thật. Họ không biết được lớn mà không có ngoài, nhỏ mà chẳng có trong, là một thể của chính mình. Anh hiểu rõ được đạo lý này thì mới hiểu rõ tại sao ta phải tận hiếu, không những phải hiếu thuận cha mẹ. Trong Bồ Tát Giới Kinh dạy rất rõ ràng. Tôi nghĩ trong nhóm các bạn học cũng có thọ qua Bồ Tát Giới. Thọ Bồ Tát Giới, anh đã giữ giới chưa? Anh đã làm được chưa? Bồ Tát Giới chẳng phải đơn giản, phải đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ mở rộng ra, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai, đều là cha mẹ quá khứ. Anh quả thật có cái quan niệm này không? Quả thật có cách nghĩ, cách nhìn này chăng? Nếu chẳng phải như vậy, thì anh chỉ là Bồ Tát giả, chẳng phải chân Bồ Tát. Cho nên cần phải biết, tận hư không biến pháp giới là một tự kỷ. Sự việc này thật là khó giảng, thật không dễ thể hội. Phật trong kinh điển thường dùng tỷ dụ để giảng. Trong các tỷ dụ nói nhiều nhất là mộng. Chúng ta mỗi người đều có cái kinh nghiệm nằm mộng. Nếu nằm mộng khi tỉnh dậy thì cảnh giới đó rất rõ ràng. Tự mình nghĩ lại xem, mộng là từ đâu đến? Tất cả những cảnh giới trong mộng từ đâu đến? Điều này chúng ta đều biết, mộng là từ ý thức tâm của chúng ta biến hiện ra. Ý thức tâm này bình thường nó ở đâu? Tìm không ra. Khi nằm mộng thì nó rõ ràng, toàn cả cái tâm biến thành cảnh mộng, là cái tâm anh biến hiện. Trong mộng nhất định có mình, có ta. Có lúc nào mà nằm mộng mà lại không có ta? Không thể được. Nhất định trong mộng có ta, ta là chủ thể. Anh lại còn mộng thấy nhiều người, kẻ lạ người quen, kẻ ưa thích người không ưa thích. Những người này từ đâu đến? Toàn là tâm anh biến hiện ra. Ngoài những người này còn có động vật, thực vật, sơn hà đại địa, hư không, toàn là tâm anh biến hiện ra. Trong Phật môn chúng ta có một câu thuật ngữ rằng: toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân là cái tâm năng biến cảnh mộng, đấy là chân. Sở biến cảnh giới trong mộng là hư vọng. Khi anh đang nằm mộng thì tâm anh hóa thành cảnh giới đó. Toàn cái cảnh giới tức là tâm của anh, toàn cái tâm đó thì biến thành cảnh giới ấy. Cho nên chân vọng không hai. Tỷ dụ này so ra chúng ta dễ thể hội hơn. Dễ hiểu hơn. Phật dạy chúng ta, cái đại vũ trụ trước mắt chúng ta, tận hư không biến pháp giới, thập phương thế giới, vô lượng vô biên chư Phật, vô lượng vô biên chúng sanh. Phật nói là tâm của chúng ta biến hiện ra. Trong Kinh Hoàng Nghiêm có nói, duy tâm sở hiện, cảnh giới là do tâm hiện ra.
hiện ra sao lại không giống nhau? Tại sao lại có Phật, Bồ Tát? Tại sao lại có thiên đường địa ngục? Tại sao sai biệt nhiều như vậy? Duy thức sở biến, biến hóa sai biệt lớn như vậy là do thức biến. Thức là gì? Là chúng ta ngày nay gọi là tâm lý tác dụng. Tâm hiện cảnh giới, nhưng tác dụng của tâm có thể đem cảnh giới này chuyển biến. Cho nên biến một cách vô cùng phức tạp. Cảnh giới bên ngoài phức tạp, đã nói rõ cái tâm có thể phân biệt của chúng ta phức tạp. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến ba việc: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Mỗi thứ trong ấy trình độ phức tạp vô lượng vô biên. Đây mới hiển thị ra thập pháp giới là như vậy mà thôi. Cho nên tận hư không biến pháp giới tức là một thể. Tại Trung Quốc chúng ta, chữ hiếu là đại biểu cho ý nghĩa này. Hư không pháp giới là một thể. Phật Bồ Tát đã chứng đắc, đã hiểu rõ điều này, đã minh bạch điều này, khẳng định rồi, nhìn nhận rồi, một tí cũng không sai. Cho nên Phật Bồ Tát cũng thương yêu tất cả chúng sanh, không có điều kiện, là vô duyên đại từ. Duyên, nói theo cách nói bây giờ là điều kiện. Cha mẹ thương con cái là có điều kiện, vì chúng là con cái của họ, là có điều kiện. Chẳng phải con cái của họ thì họ không thương. Phật Bồ Tát thương yêu, quan tâm đối với tất cả chúng sanh không có điều kiện. Tại sao không có điều kiện? Là vì đồng thể, là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, đồng thể. Trên tay trái của tôi có một con mũi đang đốt, thì tay phải của tôi sẽ đập đuổi nó. Thử hỏi tay phải tại sao lại phải giúp tay trái? Quý vị có ý nghe hỏi như vậy không? Tại sao không hỏi mà lại giúp? Là vì đồng thể đấy mà. Là một thể chẳng phải là hai. Đây gọi là giác ngộ. Đây gọi là không mê. Nếu vẫn còn ngã nhân chúng sanh, những tướng sai biệt này thì là mê mà chẳng giác. Chân tướng sự thật chưa hiểu liễu giải. Sau khi liễu giải thì tận hư không biến pháp giới đều là một thể tự kỷ. Anh mới thật sự giác ngộ. Cho nên phải đem tất cả những chúng sanh mê hoặc điên đảo đánh thức giác ngộ họ. Không còn phương pháp thứ hai nào khác, chỉ có cách chỉ dạy đàng hoàng, nhẫn nại để chỉ dạy. Đây là giáo dục của Phật, là sư đạo. Từ đâu bắt đầu dạy? Từ hiếu thân bắt đầu dạy. Từ từ dạy anh giác ngộ. Hiếu thân là khởi điểm của giác ngộ. Con người nếu không có hiếu thì Phật Bồ Tát nào đến dạy họ cũng vô dụng, họ cũng không thể khai ngộ. Nên phải từ hiếu thân bắt đầu. Chữ này phải đem nó làm đến viên mãn. Không có khiếm khuyết thì là thành Phật. Toàn bộ tu học của Phật Pháp chẳng qua là tận hiếu mà thôi. Hiếu làm được viên mãn thì là thành Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu là lấy phụ mẫu làm tiêu chuẩn. Đây là đối với đời ta ân đức lớn nhất, cha mẹ sanh và dưỡng dục chúng ta. Ân đức này là lớn nhất, ân trọng không qua được cha mẹ. Không những chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ, đây là điều phải làm. Phụng dưỡng thân thể của cha mẹ,
Đây là chúng ta nói đến sinh hoạt vật chất ta phải chiếu cố đến. Ngoài những điều này ra, phải nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ. Đừng làm cha mẹ phải lo lắng, làm cho cha mẹ thường hay vì con cái lo âu. Con cái phải biết thờ thường làm cha mẹ âu lo bận lòng, đây là bất hiếu. Thí dụ như anh hiện đang học tại trường, bài vở không làm tốt, cha mẹ lo lắng. Bài vở không làm tốt là bất hiếu. Hạnh kiểm không tốt, cha mẹ lại lo lắng, lại bất hiếu. Chơi với bạn bè xấu, cha mẹ lại lo lắng. Không tôn kính thầy, không vâng lời thầy, cha mẹ lại lo lắng. Con người nếu tận hiếu là người hoàn toàn. Người hoàn toàn là Phật Bồ Tát, không khiếm khuyết tơ hào nào cả. Cho thấy rằng chữ hiếu chẳng phải là dễ. Trong gia đình, anh em bất hòa, cha mẹ lo lắng. Mai sau kết hôn, chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ lại lo lắng. Anh làm việc bên ngoài, không nỗ lực, không tận tụy trong công việc, bị cấp trên quở trách, cha mẹ cũng lo lắng. Anh mới biết được sức mạnh của chữ hiếu lớn đến cỡ nào. Trừ những việc này ra, hãy còn phải nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ. Điều này khó nhất. Cha mẹ hy vọng con cái không những có được sự nghiệp thành công, hy vọng chúng có được đức hạnh cao thượng, không những được người đời kính nể, tương lai trong lịch sử đời đời khi nhắc đến người này đều được tôn trọng, cha mẹ mới đẹp mặt nữa mày. Giờ đây có thể biết đạt đến cứu cánh. Nếu anh thật sự thành Phật thì chữ hiếu mới được viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa dứt. Họ đối với hiếu đạo vẫn còn một tí khiếm khuyết, vẫn chưa viên mãn. Cho nên hiếu đạo khi nói đến cứu cánh viên mãn là thành Phật. Sự giáo dục của nhà Phật là từ chỗ này mà bắt đầu, cũng quy về chỗ này mới viên mãn. Cho nên chúng ta học Phật là từ bắt đầu từ đâu? Là từ Địa Tạng bắt đầu học. Phần tôi thông thường theo tập quán, khi một đạo tràng mới xây dựng xong, bộ kinh thứ nhất phải giảng là kinh Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh. Vì đã có đất, giảng bộ kinh này mới gọi là vì đạo tràng khai quang, thật sự khai quang. Như vậy một tí cũng chẳng có mê tín. Những ý nghĩa sau đó tôi sẽ giảng với quý vị. Hiện nay hoàn toàn là hình thức, chẳng có nội dung thực tế. Đây là vì đạo tràng đặt cho cái nền móng. Ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Sau đó đem cái tâm hiếu đệ này mở rộng ra. Khi nãy đã nói, trong giới kinh Đại Thừa có nói hiếu kính tất cả chúng sanh. Đây thì đã trở thành Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi là ai làm đại biểu? Quán Thế Âm Bồ Tát làm đại biểu. Cho nên hiếu đạo của Địa Tạng Bồ Tát nâng lên một tầng, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Những người lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát rất nhiều, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ, đem Quán Thế Âm Bồ Tát xem như là thần minh. Thật là oan uổng cho Quán Âm Bồ Tát quá chừng. Anh đã vũ nhục Ngài rồi, sao anh khi dễ Ngài như vậy? Ngài có phò hộ anh không?
không có đạo lý này. Chúng ta cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát dụng ý là ở chỗ nào? Nhìn thấy pho tượng này phải nghĩ đến ta, đối với mọi người đều phải đại từ đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu? Chính mình đây là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mô hình đó đang để ở đây, y theo mô hình này uống nắng tự mình. Đây là Phật Pháp, đây là giáo học. Pho tượng này hoặc danh hiệu này ở này đấy là thời thời khắc khắc đều đánh thức anh đối với tất cả chúng sanh phải đại từ đại bi, quan tâm thương yêu vô điều kiện, vô điều kiện giúp đỡ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đấy mới là Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh điển của Quán Thế Âm Bồ Tát là dạy chúng ta những việc này. Vị thứ ba đại biểu là Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vị Bồ Tát này đại biểu trí tuệ, cũng tức là bảo. Chúng ta tự mình tu học, chúng ta sống chung với mọi người, chúng ta tận hiếu, chúng ta tu trì, nhất định phải y theo lý trí, không thể xử sự bằng cảm tình. Bồ Tát Quan Thù đại biểu cho lý tánh, ngài là trí tuệ, là lý luận mà chẳng phải cảm tình. Cảm tình là mê, lý tánh là giác. Cuối cùng đạt đến cứu cánh viên mãn, tức là hiếu, từ và lý trí ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng vào trên công việc làm, ứng dụng vào trên việc xử thế đối người tiếp vật. Đây gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ là phổ biến, bình đẳng phổ biến. Tôi tốt, tôi hy vọng chúng sanh người người đều tốt, chẳng có một ai không tốt. Đây gọi là Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát được viên mãn thì là thành Phật. Phổ Hiền Bồ Tát là trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến, mà nay chúng ta chọn lấy Kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa nói rằng Kinh Vô Lượng Thọ là Kinh Hoa Nghiêm trung bản. Kinh Hoa Nghiêm phân lượng rất lớn, bất luận là trên lý luận, trên sự thật. Sự thật tức là cuộc sống chúng ta. Công việc hàng ngày của chúng ta, hàng ngày xử thế đối người tiếp vật, những việc lặt vặt nhỏ nhặt đều nói rất tường tận. Cũng tức là bảo, kinh điển của Phật là dạy chúng ta làm sao để sống qua ngày tháng, làm sao sống một cuộc sống mỹ mãn, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống cùng với chân tướng vũ trụ nhân sinh tương ứng. Cuộc sống ấy mới là mỹ mãn. Cũng tức là bảo sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát. Đây là cuộc sống đại viên mãn. Phật Pháp đã dạy chúng ta những điều này. Đây mới thật sự là Pháp cứu cánh viên mãn của Đại Thừa. Phật Pháp làm gì có mê tín.
Chúng ta trước tiên phải đem ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu và hình tượng của Phật và Bồ Tát hiểu biết cho rõ ràng. Nếu chẳng như vậy thì học Phật đích thật là mê tín. Sự lợi ích chân thật trong Phật Pháp nhất định anh không đạt được. Việc nhập môn và thứ đệ của sự tu hành hiếu thân tôn sư từ bi lý trí bình đẳng là đồng thời tu, trong đồng thời có thứ đệ, trong thứ đệ có đồng thời. Đây là trong kinh Quan Nghiêm chỗ nói đấy. Hành bố không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố. Hành bố tức là có thứ đệ, trước hết từ hiếu thân, lại nâng cao lên đại từ đại bi, lại bồi dưỡng lý trí, lại bồi dưỡng tâm lượng quảng đại. Đây là có thứ đệ. Tuy có thứ đệ nhưng cũng có thể tu đồng thời mấy khoa mục này. Như phía trước nói đến năm khoa mục. Năm khoa tức là một. Một tức là năm. Trong bất cứ một cái nào đều hàm nhất cả. Trong hiếu thân bao gồm cả từ bi, có lý tánh, có trí tuệ. Trong trí tuệ còn có hiếu thân, có từ bi. Đây là ý nghĩa hành bố chẳng ngại viên dung. Viên dung chẳng ngại hành bố. Sau khi đã hiểu rõ đại khái của Phật Pháp, chúng ta nên hỏi cái cụ thể thực tế trong cuộc sống chúng ta phải làm cách nào. Đây là cách giáo học chân thật của Phật Pháp. Trong tất cả các kinh luận đều có. Cho nên tu học kinh điển, thực tế mà nói thì một bộ kinh cũng đã đủ rồi. Mỗi bộ kinh ý nghĩa này đều có đầy đủ. Vấn đề là anh thật sự xem hiểu, anh phải làm được mới là hữu dụng. Tịnh độ tông của chúng ta, cách tu học của tịnh độ tông, mục tiêu của tịnh độ là cầu sanh tịnh độ, đi gặp Đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hiếu đạo làm đến cứu cánh viên mãn. Quý vị thử nghĩ, nếu chúng ta không hiếu thuận cha mẹ, chúng ta có thể đến được cực lạc thế giới không? Không thể được. A Di Đà Phật đại từ đại bi cũng không thể đem con người không hiếu thuận với cha mẹ. Ngày ngày niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng hiệu Phật, lo lót cho A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng không thể vì tư tình mà tiếp dẫn anh đi được. Không có đạo lý như vậy. A Di Đà Phật dạy chúng ta thế nào? Tịnh độ có 3 kinh 1 luận. Đây là kinh điển căn bản của tịnh độ tông. 3 kinh tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Đây là tịnh độ tam kinh. Trong 3 loại kinh này, kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là tịnh độ khá yếu. Tịnh tông khái luận đem Tây Phương Cực Lạc thế giới giới thiệu với chúng ta tỉ mỉ tường tận.
Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là tài liệu bổ sung cho kinh Vô Lượng Thọ. Đối với lý luận của Tây Phương Tịnh Độ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có phần thuyết minh bổ sung vô cùng quan trọng. Phương pháp vãng sanh thập lục quán là nói về phương pháp. Phương pháp nói rất tường tận. Anh xem kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói đến ba bối, tam bối vãng sanh. Trong kinh, trong quán kinh thì nói đến cửu phẩm rất tường tận. Đạo lý nhân quả, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Đạo lý này trong kinh đã làm một bộ thuyết minh bổ sung rất tường tận. Còn Phật thuyết A Di Đà kinh là tiểu bổn. Nội dung của kinh tiểu bổn khuyên chúng ta phải tin, phải phát nguyện, phải cầu sanh tịnh độ. Trong kinh tiểu bổn này, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta 4 lần khuyên nhủ dạy bảo, đúng là từ bi ân cần khuyên nhủ. 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần rồi 4 lần khuyên nhủ chúng ta. Cơ hội này không thể bỏ qua. Bỏ qua thì thật quá đáng tiếc. Chúng ta tu học Tịnh Độ Tông là y cứ 3 bộ kinh này. Còn luận là Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận là Bồ Tát Thiên Thân làm ra. Nói một cách khác, bộ sách này là do chính Ngài Thiên Thân Bồ Tát y theo kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ học mà viết ra và báo cáo về vãng sanh của Ngài. Kinh nghiệm của Ngài đề ra cung cấp cho chúng ta làm tham khảo trong sự tu học, là phần báo cáo về tu hành và vãng sanh của chính Ngài. Ngày nay thì Tịnh Độ có đến ngũ kinh, nhiều thêm 2 loại. 2 thứ này từ đâu mà đến? Một thứ trong đó là từ trước năm Hàn Phong đời Thanh. Hàn Phong cách này không lâu lắm. Quý vị cũng biết cuối triều nhà Thanh có vị Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy là vợ thứ của vua Hàm Phong. Lúc bấy giờ bà ta chưa làm hoàng hậu, chỉ là vợ thứ vua Hàm Phong. Giữa năm thời vua Hàm Phong, có vị Ngụy Nguyên cư sĩ. Đây là một vị tu Tịnh Độ. Ông rất thông đạt Phật pháp. Ông ta đem quyển chót của kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, đem quyển kinh này sáp nhập vào phần sau của kinh Tịnh Độ Tam Kinh, lúc đó gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Nếu quý vị có đọc phần chú sớ của Ngài, của người xưa, thì có đề cập đến Tịnh Độ Tứ Kinh là nói về việc này. Ông ta đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện liệt vào trong Tịnh Độ Kinh Luận. Điều này có đạo lý không? Thật vô cùng có đạo lý. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thì biết ngay, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 2, Đức Tông Phổ Hiền. Trong kinh văn Phật dạy chúng ta, hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức tức là Thập Đại Nguyện Vương. Do đây có thể biết Tịnh Độ và Hoa Nghiêm quan hệ vô cùng mật thiết. Hoa Nghiêm có thể nói là giảng về lý luận, giảng về phương pháp. Còn Tịnh Độ nói đó thật sự mới là tu thành chứng quả của Hoa Nghiêm.
Bởi vậy cho nên chúng ta mới nhận thức được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới là pháp giới của Phổ Hiền Đại Sĩ. Phàm là những người được sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phía trước đã nói với quý vị, Bồ Tát là thông hiểu, chẳng phải chuyên chỉ cho một người. Chỉ cần là người tu phép Thập Đại Nguyên Vương thì người này tức là Phổ Hiền Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Mỗi mỗi người trên là A Di Đà Phật, dưới là tất cả chúng sanh đều là tu theo Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyên Vương. Cho nên đó là thế giới của Phổ Hiền, tất cả toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng như một trường học lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 51, Bồ Tát có đến 51 vị trí, lớn lớn nhỏ nhỏ đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Thật quá khó có được. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất kinh trong Phật môn chúng ta. Bất luận là tông nào, phái nào đều thừa nhận cả. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Hoa Nghiêm là khái luận của Phật Pháp. Bất luận trên sự, trên lý đều giảng rất tường tận, sau cùng lại thêm phần biểu diễn. Rất là thiện tài đồng tử 53 tham vấn biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiện tri thức đại biểu những gì, tức là xã hội hiện nay của chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các giới, tức là ở bổn vị của chính anh. Anh học những gì, anh làm nghề gì, anh đang sống trong hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh sinh hoạt của anh, không thay đổi tơ hào nào mà tu hạnh Phổ Hiền. Đây thật đúng là lợi ích vô biên. Thực tế mà nói, bộ kinh này quá lớn, hiện nay những người giảng không còn nữa. Tôi ở Đài Loan, miền Nam có mấy vị pháp sư gặp tôi thường khuyên tôi, yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Họ nói nếu thầy không giảng, e rằng về sau không có người giảng nữa. Lời này tôi cũng biết, nhưng nhân duyên chưa thành thục. Tôi cũng rất muốn giảng một biến, duyên chưa thành thục, cơ duyên chưa thành thục. Kinh này nếu đem giảng một biến, mỗi ngày giảng 2 tiếng, phải mất đến 4 năm mới giảng viên mãn được. Hiện nay tôi không thể tìm một chỗ ở đó không qua lại trong 4 năm, không thể được. Những nơi đến tìm tôi quá nhiều nên phải đi cùng khắp đó đây. Cho nên giảng bộ kinh này thì là vô cùng khó khăn. Lần này ở Tân Gia Ba giảng bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tôi dự định thời gian là 4 tháng. Có lẽ khoảng 4 tháng có thể giảng viên mãn. Vô cùng khó khăn. Hiện nay bộ kinh này đã giảng hết 3/4, còn một phần nhỏ chưa giảng xong. Tôi ở đây giảng xong phải đi liền qua Tân Gia Ba đem bộ kinh này giảng viên mãn. Có lẽ về đến Tân Gia Ba thời gian 1 tháng sẽ giảng viên mãn. Cho nên quý vị biết một bộ đại kinh được giảng viên mãn thật vô cùng khó khăn. Đặc biệt hơn nữa là Hoa Nghiêm thì quá hy hữu, quá khó có được. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, một người trong một đời nghe được một bộ kinh Hoa Nghiêm thì thật là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Trước kia Ngài Thanh Lương Đại Sư, trong sử Phật giáo Trung Quốc chúng ta, Ngài thật là hy hữu khó có được. Trong một đời Ngài, Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm giảng được 50 biến. 50 biến làm sao mà giảng? Mỗi ngày giảng 8 tiếng. Một năm giảng một bộ. Giảng hết 50 năm. Ngài sống hình như là 130 mấy tuổi. Trường thọ.
Cho nên xưa kia đi nghe kinh phải xin thẻ nghe kinh, phải ở luôn trong chùa. Cư sĩ tại gia cũng vậy, ở lại trong chùa để xin thẻ nghe kinh, tức là ghi danh tôi muốn nghe bộ kinh này. Chùa cũng cho anh chỗ ăn ở tại chùa, chia công tác cho anh làm, cũng chẳng phải là ở không, chia phần nghĩa công cho anh làm. Ở chùa một năm thì nghe xong một bộ kinh. Anh muốn nghe thêm một biến nữa cũng được. Cho nên xưa kia tu hành, chúng ta từ trong sử Phật giáo, từ trong truyện ký thấy được, bất luận xuất gia hay là tại gia, thường thường 3 năm, 5 năm thì họ khai ngộ, thì được thành tựu. Hiện nay học Phật, học mấy mươi năm, học suốt cuộc đời vẫn là mê hoặc điên đảo. Là nguyên nhân gì? Sức huân tập quá ngắn. Cho nên khó. Anh xem đạo tràng xưa kia, mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng. Tự viện là trường học. Kẻ xuất gia là thầy, ngày ngày đều giảng kinh nói pháp. Nghe kinh 8 tiếng đồng hồ là giải môn, khai trí tuệ. Niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày 16 tiếng, đều chẳng có vọng tưởng, đều không khởi lên tham sân si mạng, tâm họ sao chẳng thanh tịnh. Ngày ngày không ngừng huấn luyện như vậy, huấn luyện 3 năm, 5 năm, thì họ tự nhiên được định, được tam muội và khai ngộ. Hiện nay không thể được. Đạo tràng ngày nay, đạo tràng này thật hay, ngày ngày đều giảng kinh. Cho dù mỗi ngày giảng 2 tiếng, 24 giờ, còn 22 giờ, nổi lên vọng tưởng thì có lợi ích chi đâu. Không có lợi ích gì cả. Trước kia trong 24 giờ, họ có 16 giờ tâm là ở trong đạo. Đấy mới là hữu dụng. Cho nên người xưa thành tựu, chúng ta thấy rất lạ lùng. Thật sự là có đạo lý của nó. Thời gian chỉ có 2 tiếng là không được. Tất phải toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào đấy. Mấy năm gần đây thì có, tôi ở Mỹ thấy được, ở Đài Loan, ở Tân Gia Ba, ở Trung Quốc Đại Lục, có một số ít người, họ dùng phương pháp gì? Đem những băng giảng của tôi viết ra thành chữ, mỗi ngày cũng phải dùng hết mười mấy tiếng đồng hồ. Đem những băng cassette đó nghe qua nghe lại, từng câu viết ra. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ viết xong, họ có được một ít công phu. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ viết ra cũng phải mất đến một năm, từ trên băng cassette từng chữ viết ra. Khi nghe có lẽ họ không nhớ hết, viết một câu rồi lặp lại để nghe. Toàn bộ tinh thần chuyên chú về vô đó, họ cũng chẳng nổi vọng tưởng, cũng không sanh phiền não. Họ dùng cách này. Tôi biết được có một số ít, mười mấy người. Họ nói với tôi thật sự được khế nhập. Đây là thời gian huân tập phải dài. Sự tu học của chúng ta mới có được thụ dụng chân thật. Còn một thứ khác trong ngũ kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Đây là một đoạn kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm, chẳng dài lắm, chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ.
Đoạn kinh văn này là ngài Ấn Quang Đại Sư. Điều này nêu ra thì lại càng gần hơn là năm đầu dân quốc. Quý vị đều biết Ấn Quang Đại Sư đem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm sáp nhập vào phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh, là bản mà chúng tôi lưu hành hiện nay. Quý con cần thiết nữa không? Thưa quý vị, không cần thiết nữa. Kinh điển của Tịnh Độ đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Khi tôi còn là thanh niên, theo học kinh ở Đại Trung, tôi chuyên công Lăng Nghiêm. Tôi theo học kinh với thầy Lý là lấy kinh Lăng Nghiêm làm chính. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã giảng rất nhiều lần, ít nhất là 6-7 lần. Tuy nhiên, chưa bao giờ phát hiện chương này quan trọng như vậy, chẳng phát hiện. Khi xem đến Tịnh Độ Ngũ Kinh, thì tôi mới suy nghĩ, cách làm này của Ấn Quang Đại Sư đã đánh thức tôi. Rồi quay trở lại xem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm, thì thấy khác hẳn. Tôi phát hiện được Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 244 chữ này là tâm kinh của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, có thể nói giá trị của nó vượt hẳn Bát Nhã Tâm Kinh. Nó có thể đại biểu cho tâm kinh của một đại tạng giáo, cũng tức là tinh hoa của toàn bộ kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự bất khả tư nghị. Ấn Quang Pháp Sư quả thật chẳng phải là người thường. Ngài có thể ở trong một đại tạng giáo đem đoạn kinh văn này đề ra trở thành trung tâm của toàn tạng. Nhãn quan này chẳng phải người bình thường có thể có được. Nhờ vậy nên kinh điển của Tịnh Tông đã được hoàn bị. Hiện nay Tịnh Độ Tông của chúng ta là 5 kinh một luận. Đi theo đây mà tu học, trong một đời này anh nhất định thành tựu. Cuộc sống hiện tiền nhất định định được hạnh phúc mỹ mãn. Vậy nên Tịnh Tông học hội sau khi thành lập, chúng tôi vì những bạn đồng học chuyên tu Tịnh Độ, đặt ra trong sinh hoạt thường ngày 5 khoa mục. 5 khoa mục này là lấy từ trong ngũ kinh. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nó vô cùng quan trọng, là cơ sở của sự tu hành, cái căn bản của căn bản. Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, Phật bảo ba điều này là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói cách khác, tất cả những người đã thành Phật, họ tu cách nào đều lấy cái này làm cơ sở. Thành Phật, chúng ta được biết bất cứ pháp môn nào đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều được xây dựng trên cơ sở như vậy. Cùng một cơ sở. Điều này chúng ta quyết định không thể sơ xuất. Trong tam phước, có đệ nhất phước là nói về phước báo nhân thiên. Anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải làm người tốt. Người mà không làm được tốt thì Phật Bồ Tát anh không có phần. Điều kiện căn bản để làm người, Phật dạy chúng ta mấy câu.
hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải đem bốn điều này làm cho bằng được, phải làm thật sự mới được. Sau khi nghe xong, về đến nhà thì phải hiếu thuận cha mẹ, kính nể thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy. Nhưng hiện nay hiếu đạo không còn nữa, sư đạo cũng chẳng còn. Đây là điều bi ai của con người của thời đại này. Điều này là thực tế, trong mắt của người hiện đại không có tôn trưởng. Họ làm sao thành tựu được? Cách giáo học thuở xưa là phụ huynh cùng thầy phối hợp một mật thiết, đem đứa bé này giáo dục nên người. Chỉ đơn phương thì không được. Làm cha mẹ, nếu con cái không hiếu thuận, anh thấy ấy nấy khó mở miệng nói, mi là con ta, sao mi không hiếu thuận với ta? Lời này khó nói được. Vậy cần ai nói? Cần thầy nói. Thầy là kẻ thứ ba. Thầy dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Thầy đối với trò cũng không thể bảo mi là học trò của ta, mi phải tôn sư trọng đạo. Cũng chẳng thốt ra lời này được. Vì ai nói? Cha mẹ nói. Cha mẹ dạy con cái tôn kính thầy, tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ. Hai người phối hợp thì mới làm được. Phối hợp mật thiết là dạy dỗ cách đó. Hiện giờ xin nói thật, cha mẹ dưỡng dục con cái đối với sự giáo học của chúng cũng chẳng quan tâm. Khi gặp được một vị thầy tốt hết lòng dạy dỗ nghiêm khắc, nếu học trò cảm thấy oan ức về mất lại cha mẹ thì là không xong. Làm thầy còn phải ra tòa. Hiện nay làm thầy chẳng dám dạy học sinh. Tôi ở Đài Loan đã dạy học 5 năm. Chúng tôi nhóm giáo sư thường gặp nhau rất cảm khái. Chúng tôi thường nói với nhau những lời chân thật từ đáy lòng. Làm thầy là chỉ để lãnh lương mà thôi. Hàng tháng lương lãnh đủ là được. Còn học sinh thì cứ cho chúng đủ điểm là xong. Thầy trò bí thử đều vui cả. Trò gạt thầy, thầy gạt trò. Nhà trường gạt phụ huynh gạt nhà trường. Gạt qua gạt lại trở thành một thế giới lừa bịp. Thế gian này thật chẳng có tương lai. Ngày nay đã lâm vào hiện tượng như thế đó. Chúng tôi thật tình muốn giúp đỡ, nhưng không thể giúp nổi. Có nhiều người, kể cả bên Trung Quốc đại lục, nhiều pháp sư và đạo hữu đều khuyên tôi nên giảng Đại Kinh. Tôi chẳng phải không muốn giảng, đã nghĩ đến vấn đề này mấy năm nay, vẫn không có cơ hội. Trong Phật Pháp gọi là chưa có cơ duyên. Cũng tức là bảo chưa có đủ điều kiện này, chưa có hoàn cảnh. Cần phải mọi người đều có phước báo. Phước báo là phải chân chánh giác ngộ. Có thể đạt đến hiếu kính, hiếu thân và tôn sư là một việc.
kia rất chú trọng, nay thì không biết đến nữa, quên mất, không có người giảng. Anh xem xưa kia, chỉ nói từ triều nhà Thanh, năm cuối đời nhà Thanh là năm đầu dân quốc. Lúc đó cái học sinh đỗ đạt được công danh, như tiến sĩ cử nhân trước triều nhà Thanh. Và bằng cấp thấp nhất là tú tài. Sau khi đỗ đạt công danh, việc đầu tiên là về làng để tế bái tổ tiên. Là không vong bổn, đây là tận hiếu, đây là tận hiếu đạo. Con cháu đỗ đạt công danh, việc lớn nhất, việc lớn thứ hai là phải đến bái tạ thầy mình, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này mà còn không thể làm được thì trên đường học Phật anh không có chừng đứng. Anh học Phật gì đây? Cái mà anh học đó chỉ là nói huyền nói diệu, chẳng có ích gì, là giả, chẳng phải thật. Cái chân thật là phải từ chỗ này mà bắt đầu. Nếu anh chẳng biết cái gì gọi là hiếu, tại sao phải hiếu, anh hãy đọc Địa Tạng Tam Kinh. Địa Tạng Bồ Tát có ba bộ kinh, ngoài kinh Bổn Nguyện ra còn có Đại Thừa Địa Tạng Thập Luận Kinh, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh. Đây là Địa Tạng Tam Kinh, trong ấy dạy rõ với chúng ta đạo lý này. Phật từ cơ sở này nâng cao lên là nhị thừa phước, cũng tức là bảo chúng ta đã có điều kiện tốt để làm người, đây mới có thể học Phật, mới có thể thành đệ tử của Phật, mới có thể vào cửa Phật. Điều kiện vào cửa Phật, trước phải thọ trì tam quy, nhiên hậu phải trì giới, giữ quy củ, bất phạm oai nghi. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tôi nghĩ có rất nhiều bạn đồng tu đều thọ trì tam quy. Quy thật hay là quy giả đều toàn là hình thức cả, chẳng có nội dung, chẳng có thực chất. Nói một cách khác là quy y giả, mạo xưng giả làm đệ tử Phật, chẳng phải thật. Ý nghĩa của tam quy và nội dung chúng ta sẽ tìm thì giờ khác đơn độc giảng một lần, nó vô cùng quan trọng. Quy là hồi đầu, hồi đầu là bến bờ, y là nương tựa. Từ đâu mà quay đầu? Từ những chỗ sai lầm mà quay đầu. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh nghĩ sai, nhìn sai, nói sai, làm sai, từ những sai lầm này quay đầu trở lại. Để nương tựa tam bảo, cải chính tất cả những sai quấy của chúng ta. Đây gọi là nương tựa. Tam bảo là gì? Quý vị đã biết là Phật Pháp Tăng. Anh biết Phật Pháp Tăng, nhưng không biết ý nghĩa ba chữ Phật Pháp Tăng. Nói một cách khác,
anh vẫn chưa quy y. Phật pháp tăng chẳng phải nói về bên ngoài. Phật bên ngoài như tượng Phật bằng đất, gỗ hiện nay, chỗ gọi là Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân còn khó giữ. Anh nương tựa cái đó thì làm sao nương tựa được? Không nương tựa được. Pháp bảo là kinh sách. Từ xưa đến nay, kinh sách bị thiêu hủy được bao nhiêu? Cũng không nương nhờ được. Còn kẻ xuất gia là phạm phu. Việc sinh sống của họ là nhờ vào tín đồ. Không có tín đồ thì họ sẽ chết đói. Họ có thể nương tựa được không? Cũng không nương tựa được. Cho nên trong cửa Phật thường nói tín đồ tại gia là cha mẹ về y thực, tìm hết phương pháp để bám víu tín đồ, không thể để tín đồ chạy mất. Chạy mất thì sự sống của họ cũng tiêu luôn. Việc này thì gọi là hòa thượng bất tác quái, cư sĩ bất lai bái. Như vậy thì làm sao nương tựa được? Quý vị Tam Bảo là ý nghĩa gì? Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, tự tánh Tam Bảo. Phật dạy chúng ta quy là quy tự tánh Tam Bảo của chính anh, chẳng phải bên ngoài tâm tánh của anh. Phật là nghĩa giác ngộ. Tự tánh giác tức là Phật bảo. Tự tánh chánh tức là Pháp bảo. Tự tánh tịnh tức là Tăng bảo. Cho nên Phật Pháp Tăng Tam Bảo tức là giác chánh tịnh. Đại khái vấn đề quy Tam Bảo, từ đời nhà Đường đã bắt đầu sanh ra sự hiểu lầm. Mọi người đều đem hình tượng của Phật Bồ Tát, kinh sách và người xuất gia cho là Tam Bảo. Khi quy y, đây là thầy quy y của tôi, còn vị kia không phải. Từ điểm này sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta làm sao biết được? Lúc đó đã có cái bệnh này. Chúng ta đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh phát hiện được. Lục Tổ Đại Sư lúc đó giảng về truyền thọ Tam Quy Y, Ngài đã không nói Phật Pháp Tăng. Tại sao Ngài không nói Phật Pháp Tăng? Chúng ta nghĩ rằng nhất định Ngài sợ danh từ này sẽ khiến mọi người sanh ra hiểu lầm. Mà Ngài nói là giác chánh tịnh. Ngài dùng danh từ này, quy giác, quy chánh, quy tịnh, quy... Quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh sẽ thấy rõ. Danh từ này chúng ta nghe đến sẽ không sinh ra hiểu lầm. Rất rõ ràng. Sau đó Ngài mới dạy chúng ta Phật giả, giác giả, Pháp giả, chánh giả, Tăng giả, tịnh giả. Giả như vậy thì ra giác chánh tịnh tức là Phật Pháp Tăng. Đem tự tánh Tam Bảo hiển thị rõ ràng cho chúng ta. Cho nên câu hồi đầu chúng ta cũng thấy rõ ràng, giác mà chẳng mê, chúng ta từ mê hoặc điên đảo mà hồi đầu, nương vào tự tánh giác. Nói một cách khác, chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, chúng ta phải y theo lý trí, đừng nên dùng cảm tình. Đây gọi là quy y Phật. Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Lấy cảm tình để hành sự là mê hoặc điên đảo. Tam quy là dạy chúng ta như thế đó. Quy pháp, pháp là chánh trì, chánh kiến, tức là chúng ta đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm sửa đổi trở lại. Nhất định phải có cái tư tưởng chính xác, cách nhìn chính xác. Đây gọi là quy pháp. Còn tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm một hạt bụi trần. Không cần biết kẻ xuất gia như thế nào, phải xem chính mình. Chúng ta tự mình thời thời khắc khắc phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm đừng nên bị ô nhiễm.
tinh thần đừng nên bị ô nhiễm, tư tưởng đừng nên bị ô nhiễm, kiến giải đừng nên bị ô nhiễm, thủy chung đều giữ tâm thanh tịnh, đây gọi là quy tăng, tăng là nghĩa thanh tịnh, đây gọi là tam quy. Quý vị vừa mới quy, thấy mình quy một vị pháp sư thì vị này là quy sư của tôi, còn vị kia thì không phải. Anh xem như vậy thì là anh đã quy mê tà niệm, tâm anh đã bị vị pháp sư này làm ô nhiễm mất. Đây là thầy tôi, còn vị kia là không phải, thì tâm anh đã bị họ làm ô nhiễm, cho nên anh quy đó là mê tà nhiễm. Vậy thì nào phải là đệ tử của Phật? Đệ tử Phật là giác chánh tịnh, giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm, đấy mới là đệ tử của Tam Bảo. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật, từ ngày quy y thì đã sai rồi, sai đến đáo để. Mà con muốn làm Phật, ôi thôi hãy còn kém quá xa, quá xa, quá xa. Chưa rơi vào địa ngục là may lắm rồi. Việc này rắc rối lớn đấy, cho nên cần phải thấu đáo cho rõ ràng. Tam quy này là nhập môn, sau khi đã nhập môn vẫn còn là cơ sở, rồi lại nâng đến cơ sở đại thừa. Đại thừa có bốn câu, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, là bốn câu này. Đây là sau khi anh đã quy y, cảnh giới được đưa lên một tầng, phải khiến anh phát bồ đề tâm. Cái gì gọi là bồ đề tâm? Bồ đề là tiếng Phạn Ấn Độ, là dịch âm, có nghĩa là giác ngộ, quyết định không thể mê hoặc. Đây là tu học đại thừa. Bồ Tát tâm là căn bản. Chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Trong 48 lời nguyện, quan trọng nhất là lời nguyện 18, lời nguyện 19. Nguyện 18 là nói về những gì? Là nói về 10 niệm tất được vãng sanh. Còn nguyện 19 là nói về phát Bồ Đề tâm. Anh xem trong kinh văn phần tam bối vãng sanh, thượng bối, trung bối, hạ bối. Trong tam bối vãng sanh đều nói giống nhau là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị hãy xem trong kinh văn, phần tam bối đều là một câu nói này. Giờ đây có thể biết, điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tám chữ này. Anh không phát bồ đề tâm thì làm sao vãng sanh được? Dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Bồ đề tâm là gì? Là giác ngộ. Thế nào mới là giác ngộ? Trong đó có mấy nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất, phải biết cái thế gian này là khổ. Thế gian này thật khổ. Như lớp người có tuổi như chúng tôi đây, nếm đủ mùi đau khổ. Quý vị những người còn trẻ cỡ 20-30 tuổi không biết được. Quý vị ra đời sau đại chiến thứ hai chưa từng gặp phải những khổ nạn này. Kể như là những người rất có phước báo. Nhưng những phước báo của anh có chắc rằng được hưởng đến già chăng? Mai sau chẳng gặp tai nạn hay sao? Ai dám bảo đảm cho anh? Lời tiên đoán của tiên tri Đông Phương đều nói năm 1999 là ngày tận thế.
Năm nay là 1996. Tiên đoán rằng khi đại nạn đến, loài người trên trái đất phải chết hết 2/3. Cho nên anh thử nghĩ, phước báo của anh có thể giữ mãi đến già chăng? Lời tiên tri này là lời tiên tri cổ xưa, là lời tiên tri mấy trăm năm về trước. Còn lời tiên tri của Trung Quốc thì gần 1000+ năm nay, đều nói thời đại này có đại nạn. Những lời tiên tri của Trung Quốc chúng ta không có nói là ngày tận thế, không nói đến mức nghiêm trọng như vậy. Dự ngôn của Tây Phương thì nói rất nghiêm trọng. Nói ngày tận thế đã đến, nhưng chúng ta đừng quan tâm đến những lời này. Chúng ta hãy nhìn thật kỹ cái xã hội hiện thực ngày nay. Chúng ta hãy nhìn bằng lý tính. Từ chỗ nào mà nhìn? Là từ trên lòng dạ con người mà nhìn. Thật quá khủng khiếp. Không còn so với xưa kia, chỉ còn 30 năm trước đây. 30 năm trước đây lòng dạ con người so với con người hiện nay thuần hậu hơn, hậu đạo hơn. Lòng người hiện nay so với lòng người 30 năm về trước hoàn toàn khác hẳn. Tự tư tự lợi, hại người lợi mình. Người xưa muốn lợi mình, nhưng có lẽ không hại người. Hiện nay thì làm hại kẻ khác, thì thật là khốn nổi. Toàn cả cái thế giới đang động loạn, ngay cả khí hậu của quả địa cầu này cũng đều thay đổi, đều không bình thường. Điều này chúng ta nên đề cao cảnh giác. Nếu như không đoạn ác tu thiện, lão thật niệm Phật, e rằng khi đại nạn đến không có cách gì tránh khỏi được. Thật quá đáng sợ. Tuy thời gian rất cận, chỉ còn 3 năm, 3 năm vẫn hãy còn kịp. Nếu chuẩn bị đàng hoàng thì hãy còn kịp. Nếu bây giờ không thật sự chuẩn bị đàng hoàng thì không kịp nữa. Thời gian đã quá ngắn, cho nên phát Bồ Đề Tâm, cái cảnh giác thứ nhất là thế gian này là khổ. Biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới là vui, chúng ta phải lìa khổ được vui. Đây là giác ngộ chân chánh. Cái giác ngộ thứ hai là phải làm lợi ích cho chúng sanh, phải làm được xả kỷ vị nhân. Vậy chúng ta thử nghĩ, chúng sanh ngày nay cái nhu cầu bức thiết là gì? Đó là sự giáo dục của Phật Đà, không gì quan trọng hơn việc này. Cho nên tại đây chúng ta cũng có vài bạn đồng tu cũng rất là hiếm có. Họ thiết lập hội Tịnh Tông tại đây, hy vọng có thể đem Phật pháp xây dựng tại đây. Thật khó có được. Họ đến tìm tôi cũng tùy duyên. Quý vị có tấm lòng này thì tôi đến để giúp đỡ. Quý vị không có lòng này thì tôi đi nơi khác. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Nhưng điều tối quan trọng là phải bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Người có thể hoằng dương đạo, chẳng phải đạo hoằng dương người. Về kinh điển, ngày nay kỹ thuật ấn lót phát đạt, chúng tôi đã in rất nhiều, rải rác khắp cả thế giới. Nhưng chẳng có người giảng, mọi người xem vẫn không hiểu, vẫn đem ý nghĩa hiểu sai, cần phải có người giảng. Vì vậy cho nên, hôm nay việc làm lợi ích chúng sanh, cái lợi ích lớn nhất không chỉ bằng bồi dưỡng huấn luyện nhân tài giảng kinh. Công đức này là đệ nhất công đức. Cái công đức không chỉ sánh bằng. Nơi đây tôi hy vọng các bạn đồng tu của hội Tịnh Tông tại đây hãy hướng về mục tiêu này mà làm. Tâm lượng phải rộng lớn, chẳng phải chỉ vì một đạo tràng này của tôi, chẳng phải chỉ vì một địa phương này, một quốc gia này. Chúng ta phải vì toàn thế giới.
Một quốc gia được tốt còn các quốc gia khác không tốt thì ngày tháng chúng ta vẫn chẳng sống được yên ổn. Mọi người đều tốt thì ngày tháng chúng ta sẽ được an lành. Là người xưa Trung Quốc có câu, một nhà no ấm, ngàn nhà oán hận. Một người giàu có no đủ còn kẻ khác bần cùng đói rách, kẻ nghèo sẽ đố kỵ oán hận anh, giờ phút nào cũng muốn chỉnh anh, thì ngày tháng anh nào sống cho yên được. Mỗi người đều giàu có thì chúng ta sẽ sống an vui. Cho nên nhãn quan phải rộng, phải trông thật xa, hy vọng cả thế giới này đều tốt lành thì chúng ta cũng tốt lành. Vậy thì chúng ta bắt tay từ đâu? Phải từ bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp bắt đầu. Đây là hy hữu và khó có được. Có nhiều người hoằng pháp, nhiều người giảng kinh, mọi người hiểu rõ đạo lý của Phật pháp, dần dần giác ngộ thì mới có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây gọi là phát Bồ Đề Tâm. Còn tin sau nhân quả, đây là nói về Bồ Tát. Bồ Tát có tin nhân quả không? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chúng ta đều tin. Cái nhân quả mà Bồ Tát tin đó chẳng phải cái nhân quả này. Là nhân quả gì? Là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật vậy, từng nhân quả này chúng ta từ trong kinh luận thấy được, rất nhiều vị Bồ Tát đều không biết. Cho nên phải tin rằng niệm Phật là nhân, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định thành Phật, đây là quả báo. Còn đọc tụng Đại Thừa, những người tu tịnh độ chúng ta về Đại Thừa thì chỉ tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, một môn thâm nhập. Nếu anh cảm thấy chưa đủ thì tịnh độ ngũ kinh nhất lượng là đủ rồi, thì là vô cùng phong phú rồi, chẳng cần cầu thêm nhiều nữa. Từ trên đây đặt nền móng nở hoa kết trái, đem nó phát dương quang đại. Một bộ kinh thông thì tất cả các kinh khác đều thông đạt. Sau cùng là khuyến tấn hành giả. Do đây có thể biết phía trước chỗ nói toàn là thuộc về tự lợi, một câu sau cùng dạy chúng ta đem những lợi ích hay ho chuyển cáo lại kẻ khác, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm cho họ nhận thức được Phật pháp, liễu giải Phật pháp, tu học Phật pháp và thành tựu Phật pháp. Thành tựu Phật pháp, thành tựu pháp môn trí tuệ vô lượng vô biên là ý nghĩa này. Vậy đây là tam phước, năm khoa mục của chúng ta, đây là khoa mục thứ nhất. Hôm nay thì giờ đã hết, phần sau sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị, tức là lục hòa tam học lục độ thập nguyện. Ngày mai sẽ giảng bốn khoa mục này.